Xin một xin chào cả nhà. Hôm nay một tiếp tục lại đi câu với cả nhà. Đây. Mực. Cũng là móc mồi mực nha cả nhà. Đừng có trứng nha. Cũng là hai cái phao với lại hai cái đeo. Bây giờ Mộc sẽ đi thả, rồi phia, Mộc kéo cũng cử phia. Phia Mộc kéo có cá, Mộc sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Giờ thì mình thả tới, bây giờ thì mới có 7 giờ, mình kéo khoảng cũng 1-2 giờ cả nhà. Tối nay nước lớn lại, nước mà những lớn là khoảng chắc độ 2 giờ à. 2 giờ mới mình mới kéo, Mộc kéo rồi có cá gì đó, Mộc sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Cả nhà cùng đồng hành với Mộc nha. Giờ mình chuẩn bị mình đi kéo câu, mình ghé thăm lưới cá trẻ em cả nhà. Có dính con cá nào không? Mình thăm lưới mình đi kéo câu. Mình giờ văng cửa thăm. Con cá cả nhà. Con cá này cũng đi mấy 2 kg à. Thăm lưới cá chẽm xong rồi, được con cá chẽm cả nhà. Bây giờ một kéo câu cả nhà ơi. Ban đêm hơi có gió tiếng ồn, gió dữ lắm cả nhà ơi. Giờ này lạnh nè, còn bão gió luôn. Gió lạnh dữ lắm, có hơi tiếng ồn, cả nhà xem thông cảm nha. Chứ trời cũng ban đêm hơi tối, một thả hồi chiều nè, giờ một kéo. Mình câu kiểu mới coi có cá không nè cả nhà. Mình câu nước dòng. À, câu nước lớn mình câu nước dòng.
Đây, cá út cả nhà, một con cá út. Bây giờ mình kéo câu về tới bè cả nhà. Đây, hôm nay được có hai con cá ngát nè, hai con ngát hai lịch cũ, còn cá mực ếch. Với lại nãy mình đi trước khi đi có câu á, mình thăm ta lưới được 9 cá chẽm nè cả nhà. À, cá chẽm sống sống nhăn luôn, cái này chắc chừng 2 kg quá, không bỏ cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ con cá tối mình thăm lưới dính nè cả nhà. Mình đi câu với lại mình lại thăm lưới dính được con cá. Cá này khoảng 2 kg à. Nó cũng cá loại nhỏ như vậy nó cũng hơi rẻ. Ra mình cũng làm để cuốn bánh tráng cho mấy đứa con mình ăn cả nhà. Với lại hồi sáng này chị Chín ba đi chợ đó là mình gửi chị Chín mua bánh tráng với rau sống. Về mình cuốn cho mấy nhỏ ăn, lâu quá không có ăn cá chẽm. Hôm nay mình chiên mần mình chiên tươi. Giờ mình cuốn bánh tráng. Thì bây giờ một bằng cá xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ vô chế biến mình chiên nha. Rồi. Sẽ vô mình chiên.
Màu ở ghe bếp nó hơi chặt cả nhà ơi. Nên mình bỏ vô chảo rồi cả nhà. Mình cái chảo mình nhỏ quá, mình chiên cái cá nó chắc mình đôi. Mình chiên mà còn cái chảo không đủ. Mình chiên lần 2 phút. Đây còn khúc đuôi nữa cả nhà. Chảo mình quá nhỏ. Đây cả nhà, con cá mình đã chiên ra xong rồi. Đây là nửa con, đây nửa con nữa. Đây, với sáng vợ mình có gửi chị Chính này mua miếng bún, dầu sống. Đây mắm liêm cả nhà. Còn đây. Bây giờ mong mời cả nhà cùng ăn bánh tráng với vợ chồng với con cá mọc nha. Cá mọc chiên nè, chiên cưa chiên giòn cả nhà, chiên bánh tráng. Bây giờ để cha cúng cho mấy vàng trước cá nha. Vàng gì? Vàng ăn với gì? Cá. Tính con cá phải không? Có con cá với bún phải không? Cá chiên giòn ngon kia cả nhà, mời mời cả nhà nha, mời cả nhà dùng chung với gia đình nhỏ của một. Thêm để với bịch nè. Mời ở nhà bánh tráng cuốn. Ủa lần đầu tiên em ăn bánh tráng cuốn với lại cá chiên luôn á. Ăn đi nha. Không chấm hả? Không. Ngon kìa. Nhi em ngủ chưa chú cún? Chưa. Ngủ đi chú cún trắng. Mày ăn chắc no luôn quá. Rồi bây giờ một cuốn một cuốn rồi, một mời cả nhà nha, mời cả nhà đi ăn cùng với một với gia đình một. Thử coi. Này là mình chỉ có chi cá là còn nước mắm đồ là vợ mình làm nha cả nhà. Ngon vậy? Ngon. Mới ăn lần này là lần thứ hai mình ăn được, lần thứ hai cá chiên cuốn bánh tráng ngon không con? Ừ. Hết cuốn càng cuốn tiếp.
ngon chứ. Trời ơi, đi câu quá. Tính đi câu cậu về á mới thăm lưới lại. Nhưng mà sợ nước lớn là nó tắt vô hào á mà thăm không được. Mới đi thăm lưới trước qua câu cầu. Nên thăm lưới sau dính cá luôn. Hôm nay có con này nhỏ nhất nè. Rồi mình làm được 6 con. Mấy con kia bự không à? Có con nhỏ từ từ á. Ừ, có con nhỏ nhất. Con 5 kg, con 4 kg, 4 kg 8, hai con 4 kg 7. 4 kg 7, hai con 4 kg 7, con 5 kg, con 3 kg, con 4 kg. Mẹ cho mày cái mã. Rồi con 3 kg 7. Con này con kg 8 đi 2 kg gì à? Ừ. Ăn nhỏ à? Làm được 6 con cả nhà. Má nhỏ từ từ rồi đó. Ok. Ừ, 6 con. 6 con mình bán hết 5 con. Không có con là nhỏ để ăn. Hên đâu sáng ngày chính đi chợ đó. Trong mấy đâu có gì đâu vốn. Ở đây muốn ăn cũng rất giả lắm cả nhà. Phải có đi chợ á mới có mua đồ làm được. Thấy hả? Để cha cuốn cho con cái cuốn khác. Nó dữ. Ngon không? Ngon không? Ăn dữ hả? Ngon ăn lẹ dữ hả? Ngon hả? Cũng lần đầu tiên ăn với cá. Anh ngồi ăn được có 2 lần đây lấy gì nữa ăn. Ủa cái này ở nhà mình làm mình ăn chứ mà anh đi đám đồ người ta đãi cho anh ăn. Ba cá quá nè. Cá nạc quá trời luôn á. Cá nè, cá nạc không cả nhà. Mà cá nhỏ nhỏ ăn ngon, cá bự quá ăn ngon. Cá tầm khoảng ký mấy trở lại là ăn là vừa rồi. Cá này vừa quá. Thịt nó dai lắm. Hổng chi nhỏ còn sống luôn á. Hổng chi mà nó còn sống luôn á. Cái này là cuốn không chuyên nghiệp nè. Ra cuốn nhìn đẹp lắm. Đẹp sống quá à. Dạ, dạ, sống cũng sống à. Đẹp không, đẹp không? Đẹp không cha? Dám đâu, cái này cuốn đẹp nè. Cái này cha cuốn đẹp. Mời cả nhà. Đây bây giờ với vàng làm một cuốn thứ hai cả nhà. Mình với vàng làm được cuốn thứ hai đó. Chấm ăn đi con. Chấm ơn. Bây giờ một cũng làm được cuốn thứ hai cả nhà. Mời cả nhà nha. Sáng giờ chưa ăn cơm hả anh? Giờ ăn món này chưa cơm nè. Sáng chưa cơm hả? Mẹ con. Khăn đó con chùi đi. Mẹ của em đâu đó đó. Cuốn cá em cuốn cá lại nhiều đi, thằng Hà mà. Chút cuốn cá lại đi con. Dạ ăn nữa đi, lát ta cuốn cá nhiều cho con. Con lại đi. Rất là tối rồi hả? Thứ ba giờ nó sao mà? Xây nó trễ quá mà này chưa có vô mùa này mới vô. Bà nó chưa có mực. Giờ mình soi sớm. Rồi, thức tới 3 giờ canh nước rồi. Loại một tiếng máy, 1 tiếng ngồi luôn á. Có được có 2-3 con, 4-5 con mực à? Có một cái mực sôi nhỏ nhỏ không à? Mà mực nhỏ quá, mực sôi mực nhỏ. Tối mình về cho mực xong mình về tới nhà 4-5 giờ sáng. Mời cả nhà. Đẹp không vàng, càng ngày thấy càng đẹp dễ dàng. Thôi bác bạn đi lụng á. Đi lụng hết chân. Đi lụng hết chân. Ăn cuốn nữa cả. Bánh dữ. Ăn hết tiền cuốn tiếp. Từ từ thôi. Chặt cuốn cho tao làm.
cũng khá nhiều cho con ha. Này nhà người ăn ta thấy ăn mắm chanh. Nhà người thấy mắm nêm. Đây cái cắt thịt này. Nguyên cái đuôi còn nguyên luôn cả. Chắc nhà mình ăn nửa con quá à. Để còn mấy gì đó, mấy gì xuống ăn. Xuống ăn cái công luôn. Không có phần. Mày cuốn cá nhiều cho con nghe chưa? Dạ. Mày dễ đi điểu không? Cho hỏi con hoài, con muốn mờ cái miệng luôn. Thôi bây giờ quý giới mình xin tạm dừng ở đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem, nhớ cho một like và một lượt đăng ký để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cả tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Chào cả nhà.